Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc tự nhiên giúp cơ thể tự chữa lành rất là hiệu quả sau khi mà mình vừa mới ốm dậy hoặc là chẳng may bị nhiễm Covid-19. Và làm sao để chúng ta làm được một bài thuốc như thế này để cơ thể nhanh chóng hồi phục hơn thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm cái bài thuốc này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách nấu một cái món ăn rất là ngon và đặc biệt là giúp cho những ai mà vừa mới ốm dậy hoặc là vừa mắc Covid-19 xong thì sẽ rất là nhanh chóng được hồi phục. Đó chính là cái món đậu trắng hầm tỏi các bạn nhé. Đậu trắng này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 80g và các bạn sẽ ngâm nước qua đêm, ngâm 12 tiếng cho mình nhé. 30g tỏi. Tỏi này thì các bạn sẽ sử dụng tỏi tía. Trong cái thành phần của tỏi tía thì có cái hàm lượng allicin, một cái loại kháng sinh tự nhiên rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là nó rất là ngon, không ăn không có cả cảm giác là bị bở đâu. Đấy, và vài hạt muối biển như thế này các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ nói qua công dụng của đậu trắng một chút. Trong thành phần của đậu trắng thì rất giàu protein, các carbohydrate, chất xơ này, chất béo này, cũng như là canxi và các loại vitamin A, vitamin C, B1, B6 và B9. Đây đều là những cái chất rất là tốt cho cơ thể, giúp cho cơ thể của chúng ta nhanh hồi phục hơn và nhanh khỏe mạnh hơn các bạn nhé. Còn ở đây tỏi mình cũng vừa mới nói rồi, nó có cái thành phần rất là quan trọng, đó chính là allicin, một loại kháng sinh tự nhiên và cực kỳ tốt cho cơ thể. Nếu như những ai mà đang bị cúm, các bạn ăn 3 tép tỏi tươi mỗi bữa ăn thôi là các bạn sẽ thấy là cái tình trạng cúm của mình giảm đi rất là hiệu quả, rất là nhanh luôn. Và ở đây thì tỏi này thì các bạn sẽ tách vỏ ra cho mình nhé. Tỏi tươi, bây giờ đang là mùa người ta thu hoạch tỏi ấy các bạn. Các bạn sẽ sẵn sàng, dễ dàng mua được những cái tép tỏi tươi, tỏi tía, tỏi ta như thế này. Nó rất là ngon, thơm lắm các bạn. Đấy. Các bạn bóc hết cái phần vỏ đi nhé. Phần tỏi sau khi mà các bạn bóc xong như thế này, các bạn sẽ rửa sạch và để ráo nước nhé. Còn cái phần đậu trắng các bạn sẽ rửa sạch lại với nước. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi hầm nhé. Để mình hầm cái phần đậu trắng này. 30g tỏi, muối. Và các bạn sẽ thêm vào đây 500ml nước. Các bạn sẽ đem hầm cho mình 2 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Phần đậu trắng sau khi mà các bạn đã hầm được 2 tiếng, ở đây mình hầm cách thủy các bạn nhé. Còn nếu như mà ai mà không có nồi hầm như thế này thì các bạn có thể đun trực tiếp ở trên bếp. Nhưng mà khi mà đun như vậy thì các bạn chỉ cần đun cho mình 1 tiếng thôi là cái phần nước đậu này nó sẽ được này. Thơm lắm các bạn. Và cái đậu trắng hầm tỏi này các bạn sẽ thấy là sau khi mà các bạn sử dụng trong khoảng thời gian là từ 3 đến 4 ngày, các bạn sẽ cảm nhận được cơ thể của mình khỏe lên rất là nhiều. Và khi mà các bạn áp dụng các cái bài thuốc từ thiên nhiên cũng như là cách sử dụng các cái bài thuốc thiên nhiên này thì hiệu quả chắc chắn nó sẽ không bằng, không được ngay như là các bạn sử dụng thuốc Tây. Tuy nhiên nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn các cái nguyên liệu từ thiên nhiên để chữa lành cho cơ thể sau khi mà các bạn bị Covid-19 hoặc là bị cảm cúm, bị vừa mới ốm dậy các bạn nhé. Với những ai mà chưa uống quen thì các bạn hãy uống từ 200ml thôi nhé. Còn ở đây thì mình đã uống quen, mình hay sử dụng các cái bài thuốc tự nhiên như thế này thì mỗi một lần sử dụng mình thường uống là 500ml. Nếu như các bạn không quen, hãy sử dụng từng chút một, không sao cả các bạn nhé. Và luôn luôn là hãy lắng nghe cơ thể mình, nghe xem là cơ thể mình đang cần cái gì nhất. Bây giờ đang thiếu nước hay là đang cần phải bổ sung nước hay là cần phải bổ sung vitamin từ hoa quả. Các bạn hãy lắng nghe cơ thể mình để hiểu cơ thể mình nhiều hơn các bạn nhé. Và mỗi một ngày thì mình sẽ uống một cái ly như thế này.
nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta hồi phục rất là nhanh. Và cái phần đậu và tỏi hầm như thế này các bạn có thể ăn nhé, hoặc nếu không thích ăn thì các bạn có thể bỏ đi, nhưng mà ăn thì các bạn sẽ thấy là nó có cái vị bùi và các bạn sẽ lấy được cái phần chất xơ từ trong đậu trắng và tỏi như thế này. Đừng bỏ đi, lãng phí các bạn nhé. Hãy thử ăn và thử cảm nhận nó rất là ngon. Không chỉ là một bài thuốc chữa lành mà nó còn là một cái thức ăn rất là ngon, bổ sung nước này và dinh dưỡng, cũng như là cái hàm lượng chất xơ rất là tốt cho cơ thể của mình. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.